Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với video quay bài giảng của mình ngày hôm nay. Thì trong video lần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải bài tập số 1 của ngày số 4. Cũng giống như những video lần trước thì lý do tại sao mình lại chọn bài này để dạy cho các bạn, bởi vì mình thấy đây là một dạng bài mới, nhưng không phải là một dạng bài khó, mà là một dạng bài cơ bản. Và nó sẽ giúp cho các bạn, sẽ là một bước đệm để cho các bạn bước tiếp những bài sau này của kế toán tài chính 1, kế toán tài chính 2, kế toán tài chính 3 và thậm chí là kế toán tài chính 4. Vì vậy đối với những bài như thế này, những dạng bài như vậy này, thì các bạn chỉ cần làm giống như cái phương pháp mà mình sẽ hướng dẫn trong video lần này thì các bạn sẽ giải quyết được một vấn đề trong những cái bài ở sau này. Nên các bạn cần phải theo dõi ha. Rồi, let's go, chúng ta cùng nhau đi giải bài tập thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhau đọc đề ha. Công ty phần mềm Lê Hiển cung cấp phần mềm cho khách hàng vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Cái hợp đồng này yêu cầu cung cấp thêm dịch vụ hỗ trợ trong vòng 12 tháng và nâng cấp vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đọc đến đây các bạn còn phải xác định chúng ta sẽ có 3 yếu tố cần phải quan tâm. Thứ nhất là phần mềm được bán vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Thứ hai là một cái phần mềm nâng cấp vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Và thứ ba đó là một cái dịch vụ hỗ trợ trong vòng 12 tháng. Rồi, cái giá trị giao dịch của hợp đồng này sẽ là 1 tỷ 215 triệu đồng. Tuy nhiên thì cái công ty này nó ước tính giá trị hợp lý của từng dịch vụ riêng lẻ thì sẽ có giá như sau. Cái phần mềm vào ngày 1 tháng 7 á, thì sẽ có giá là 1 tỷ 500 triệu đồng. Dịch vụ hỗ trợ và phần mềm nâng cấp, mỗi cái sẽ có giá trị hợp lý là 150 triệu đồng. Và tất nhiên là ba cái số này cộng lại nó sẽ không bằng cái số 1 tỷ 215 triệu này đâu. Bởi vì giống như ở ngoài thực tế, các bạn mua một món đồ sau đó mua hai món đồ thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn so với việc mà các bạn mua combo, đúng không ạ? Ở đây thì mình có cộng cho các bạn bài liền. Phần mềm dịch vụ hỗ trợ và phần mềm nâng cấp tổng sẽ có giá là 1 tỷ 350 triệu đồng. Trong khi cái giá của mình á sẽ là 1 tỷ 215 triệu đồng. Rồi. Vậy, tại sao nó lại có sự chênh lệch này? Và mình phải giải quyết sự chênh lệch này như thế nào? Rồi. Và mấu chốt ở đây, đó chính là chúng ta sẽ phải phân bổ. Phân bổ có nghĩa là như thế nào? Đầu tiên, dựa vào cái giá trị hợp lý này nè, các bạn sẽ phân bổ. Tức là trong cái tổng 1 tỷ 350 triệu đồng này thì cái phần mềm nó chiếm bao nhiêu phần trăm, dịch vụ hỗ trợ chiếm bao nhiêu phần trăm và phần mềm nâng cấp chiếm bao nhiêu phần trăm. Bằng cách mình sẽ lấy số này chia cho số tổng. Đó, ở đây mình làm tròn nè. Rồi, tương tự đối với dịch vụ hỗ trợ và đối với phần mềm nâng cấp, ở đây chúng ta sẽ có các số phần trăm. Và tổng ba số này chắc chắn nó sẽ là bằng 100%. Đó, ở đây mình có làm rồi nè. Đó. Rồi, sau khi đã biết được cái phần trăm ở trong cái giá trị hợp lý này rồi, thì các bạn sẽ suy ngược ra lại. 0.78 ở trong cái 1 tỷ 215 này sẽ là bao nhiêu tiền? Bằng cách lấy 0.78 nhân với này, tương tự cho dịch vụ hỗ trợ và phần mềm nâng cấp. Đó, muốn làm được dạng bài này thì trước hết các bạn phải lập được cái bảng này trước đã. Nếu không lập được cái bảng này thì coi như là phá sản, bài tập mình bị phá sản. Rồi tiếp đến về xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cho số tiền 1 tỷ 215 triệu đồng. 1 tỷ 215 triệu đồng này được hợp bởi ba con số này, nên khi mà mình ghi nhận doanh thu á thì mình phải chia ra con số này ghi thời điểm nào, con số này ghi thời điểm nào và con số này ghi thời điểm nào. Rồi, điều kiện ghi nhận doanh thu của việc bán hàng có 5 điều kiện đúng không ạ? Trong đó có một điều kiện là phải chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với tài sản cho bên mua. Các bạn có thể ôn lại cái phần này ở cái phần lý thuyết mà mình đã trình bày trong cuốn ebook ha. Rồi, đầu tiên đối với phần mềm,
Cái phần mềm này được bán vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Tức là tại ngày 1 tháng 7 năm 2019, mình đã bán rồi, mình đã cung cấp cái phần mềm này rồi, mình đã giao cái phần mềm này cho khách hàng luôn rồi. Thỏa điều kiện ghi nhận doanh thu thì sẽ ghi nhận doanh thu vào ngày 1 tháng 7 năm 2019. Rồi, tiếp theo về dịch vụ hỗ trợ. Dịch vụ hỗ trợ này nó có hiệu lực trong vòng 12 tháng. Vậy ở thời điểm hiện tại, mình có được ghi nhận hết 135 triệu đồng này vào doanh thu hay không? Câu trả lời là không. Theo nguyên tắc phù hợp thì chúng ta còn phải phân bổ doanh thu này theo 12 tháng, chia cho từng tháng. Vậy là cái doanh thu này mình sẽ phân bổ cho từng tháng. Đó. Rồi tiếp theo, cái phần mềm nâng cấp. Phần mềm nâng cấp này được cung cấp vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tức là tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2020, mình đã cung cấp phần mềm cho khách hàng, mình đã bán phần mềm cho khách hàng và mình đã giao phần mềm cho khách hàng rồi. Nó thỏa điều kiện ghi nhận doanh thu của mình. Thì mình sẽ ghi nhận doanh thu vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đó. Đó chính là cách làm của câu thứ nhất. Rồi, câu thứ hai, đề nói là giả sử số tiền 1 tỷ 215 triệu đồng này đã được thanh toán trước vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, tức là trước cái ngày mà mình cung cấp dịch vụ phần mềm á, thì hãy cho biết doanh thu được ghi nhận là bao nhiêu. Cái việc ghi nhận doanh thu của mình dựa trên cơ sở dồn tích, không dựa trên cơ sở tiền. Các bạn có nhớ không ạ? Đó, dựa trên cơ sở dồn tích, không dựa trên cơ sở tiền. Thì bên này mình có trình bày. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, khách hàng trả toàn bộ cái số tiền này rồi, nhưng chỉ được ghi nhận một phần vào doanh thu thôi. Và cái phần đó là bằng bao nhiêu? Rồi, mình xem tiếp. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 thì mình đã cung cấp được những dịch vụ nào rồi? Mình đã bán được những gì rồi? Mình chỉ bán được một cái duy nhất, đó chính là phần mềm. Nên doanh thu chỉ được ghi nhận là doanh thu được ghi nhận vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 chỉ là 945 triệu đồng mà thôi. Còn dịch vụ hỗ trợ và phần mềm nâng cấp, lúc này mình chưa có cung cấp cho khách hàng nên chưa được ghi nhận. Nên cái số còn lại là 135 triệu cộng với 135 triệu, số còn lại 270 triệu này sẽ đưa vào doanh thu chưa thực hiện. Và nó sẽ là một phần nợ phải trả của mình trong tương lai. Đó. Đó chính là đáp án của cái bài 1 ở ngày 4. Thì bài này cũng không khó đúng không ạ? Mình nghĩ bài này nó rất là dễ, nhưng mà chỉ là cái bài này nó ở một cái dạng mới thôi. Và điều quan trọng là các bạn phải lập được cái bảng này, phân bổ được cái giá trị để có số ghi nhận. Đó là điều quan trọng nhất. Ngoài ra thì sau bài này thì các bạn cũng nên làm lại, sau đó đối chiếu lại với đáp án. Thì mình nghĩ cái việc mà thực hành làm đi làm lại nhiều lần sẽ giúp cho kiến thức của các bạn vững hơn, tiếp thu được nhiều kiến thức hơn. Và ngoài ra thì các bạn cũng còn phải ôn lại cái điều kiện ghi nhận doanh thu mà mình đã trình bày ở phần lý thuyết. Chúc các bạn may mắn.